Lần đầu tiên giá cà phê vượt mốc 61.000 đồng một ký, tăng nhất trong vòng 15 năm qua. Xuất khẩu cà phê năm 2023 được kỳ vọng sẽ thiết lập kỷ lục mới. Những tín hiệu tốt liên tiếp đến, giúp người trồng cà phê phấn khởi, tập trung chăm bón cho vườn cây đang vào giai đoạn nuôi trái, mặc dù thời tiết có rất nhiều điều bất lợi. Năm nay ấy, tôi thấy coi như là thời tiết nắng kéo dài quá, cho nên là mọi năm coi như là tôi chỉ có tưới coi như 4 lần thôi, nhưng mà năm nay là 6 lần. Đến thời điểm này coi như cũng lại mới có mưa. Kết hợp cả phân bón hóa học chuyên dùng với lại phân hữu cơ trong một năm đó thì nó cái hiệu quả nó sẽ tốt hơn nhiều. Và vườn cây nó sẽ xanh và ổn định hơn nhiều. Khi mình đầu tư tốt và vườn cây nó phát triển thì năng suất nó sẽ đi đôi theo vấn đề đầu tư của mình nữa. Năm nay, dự báo khí hậu ngày càng khắc nghiệt, cộng với hiện tượng El Nino sẽ tác động lớn đến năng suất và sản lượng cà phê. Tại Tây Nguyên, mùa mưa đến trễ hơn mọi năm đã ảnh hưởng phần nào đến việc canh tác của bà con. Theo các nhà khoa học, cuối tháng 5 đầu tháng 6 dương lịch thường sẽ xuất hiện hạn giữa mùa mưa. Lúc này, trái cà phê đang trong giai đoạn phát triển nhanh để ổn định vỏ thóc bên trong nhân. Nếu gặp hạn, sẽ ảnh hưởng và khả năng cao sẽ gây ra hiện tượng trái cà phê nhỏ, làm giảm chất lượng và năng suất ở cuối vụ. Vì vậy, nhà vườn cần chú ý khi xảy ra hiện tượng hạn này, cần tưới thêm để cung cấp đủ nước cho cây. Đối với dinh dưỡng, bên cạnh việc bổ sung phân hữu cơ với lượng bón 10kg hữu cơ hoai mục một cây trên một năm, hoặc 2-3kg phân hữu cơ đầu trâu organic đa dụng trên một cây trên một năm, thì đợt bón đầu tiên cho cây cà phê đầu mùa mưa, tỷ lệ NPK phù hợp sẽ là đạm chiếm hàm lượng cao nhất, sau đó là lân và cuối cùng là kali. Quy trình của tôi thường thường là về mùa khô, tôi bón mùa khô là hàm lượng mùa khô rồi, nhưng về mùa mưa là tôi bón là cái giai đoạn là tháng 5, là tôi bón là phân hàm lượng là đạm cao, kali về lân thấp hơn. Bắt đầu tháng 7 là tôi lại tăng cali lên hơn, đạm thì cũng bình thường thôi. Còn đến càng về cuối 6 thì tôi lại sang tháng 9 nữa, tôi bón đợt 3 là tôi lại tăng hàm lượng cali nhiều hơn để cho chắc hạt và trái được bóng hơn. Từ nhà tôi ấy, thì coi như là nó có sẵn coi như vỏ cà phê với phân bò nữa, tôi ủ. Từ cái đó đã ủ từ mùa khô ấy, đến mùa này coi như là sau khi tôi tưới nước rồi cho nên là tôi rải chuẩn bị tới là khoảng tháng 7 tháng 8 này tôi cũng lại bón coi như là lót một lần nữa phân hữu cơ. Riêng mà bón coi như là NPK đầu trâu là coi như nó là chịu đựng hơn trong cái mùa nắng nóng ấy. Thì coi như là nó đậu quả coi như nó coi như là được hơn. Một năm á tôi bỏ coi như là 4 đợt. Rồi coi như là đến tháng 5 hoặc tháng 6 này tôi phải phun thuốc để coi như diệt sâu bọ nữa. Để canh tác hiệu quả, nhất là thời điểm giá cà phê đang tăng cao như hiện nay, thì đối với cà phê kinh doanh, bà con nên bón theo quy trình từ lúc sau khi thu hoạch của mùa khô của vụ trước đến khi cà phê cho trái vào mùa mưa. Như vậy sẽ đảm bảo cả về năng suất và chất lượng hạt cho cả vụ. Trong đó, giai đoạn đầu mùa mưa và cuối mùa mưa là thời điểm quyết định trái to, hạt chắc, nên phải đảm bảo cung cấp đúng và đủ hàm lượng dinh dưỡng cây cần. Cụ thể, đầu mùa mưa, bón đầu trâu tăng trưởng từ 600 đến 800 kg một hecta để giúp trái lớn nhanh. Giữa và cuối mùa mưa, bón đầu trâu chắc hạt hoặc đầu trâu mùa mưa với lượng bón từ 600 đến 800 kg một hecta một lần, chia làm hai lần bón. Bà con nên chú ý vườn cà phê của nhà mình mà quyết định bón lượng thấp hoặc cao theo quy trình. Quá trình bón để tránh thất thoát và tăng hiệu quả sử dụng phân bón, nhà vườn cần dọn vườn, tỉa cành tâm, cào lá khô quanh gốc trước khi bón. Lúc bón, tránh rải phân quá sát gốc, nên rải theo hình chiếu tán lá cây. Đặc biệt, với những trận mưa lớn và kéo dài từ 2 đến 3 tiếng, việc bón đuổi mưa sẽ gây thất thoát, không hiệu quả. Thưa quý vị, thưa bà con, vào đầu mùa mưa, cây cà phê cần có lượng đạm cao để nuôi trái và phát triển cành dự trữ cho năm sau. Trong điều kiện biến đổi khí hậu,
ở mỗi giai đoạn thì các thành phần dinh dưỡng đa, trung và vi lượng sẽ cần phải cung cấp đầy đủ và cân đối để cây phát triển và cho năng suất bền vững. Mời quý vị cùng theo dõi tư vấn chi tiết của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam. Hôm nay thì đúng là giá cà phê nó tăng, cái mức tăng nó là cao nhất trong vòng 15 năm lại đây. Điều đó làm cho người nông dân rất là phấn khởi, nhưng mà cũng có những cái dự báo rằng sản lượng cà phê của Việt Nam chúng ta sẽ giảm trong cái niên vụ 23-24 sắp tới đây, vì nhiều cái lý do, như là lý do cái ảnh hưởng của cái El Nino trong cái năm này, ảnh hưởng của thời tiết á, dạng El Nino này sẽ ảnh hưởng tới sản lượng, và những cái lý do về canh tác cà phê khác. Nhưng mà theo tôi á, cái việc giảm sản lượng cà phê có thể là vì cái việc mà người ta chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng những cái cây có giá trị cao hơn, hoặc là trồng lại cà phê nhưng mà đưa cái cây trồng sen vào với mật độ dày quá. Thì những cái năm đầu kiến thức cơ bản, cái cây trồng sen nó chưa che phủ á, thì cái có thể là sản lượng cà phê nó vẫn giữ được. Nhưng mà tới khi những cái cây trồng sen như sầu riêng hay bơ, những cái ăn trái khác trồng với cái mật độ dày trong cái vườn cà phê nó đã che phủ rồi, thì cái sản lượng, thì cái năng suất và sản lượng của cái vườn cà phê đó nó sẽ phải xuống thấp, do nó không đủ số cây cà phê và bị sự cạnh tranh ảnh sản dinh dưỡng của những cái cây trồng sen đó. Cái tới bây giờ á, thì cái hiện tượng El Nino chúng ta thấy là cũng chỉ mới xảy ra ở cái dạng là mùa khô vừa rồi nó kéo dài hơn, mùa mưa đến muộn hơn, mùa mưa nó đến muộn hơn. Tuy vậy thì sau khi mưa thì mưa cũng khá đều, thì người nông dân vẫn có thể chăm sóc được vườn cây của mình bình thường, rồi bón phân kịp thời. Nhưng mà rồi những cái tháng kế tiếp thì dự báo thời tiết cũng cho biết rằng là những cái tháng kế tiếp là vào khoảng tháng 7, tháng 8 và sau đó là cũng có thể có khả năng thiếu mưa. Thiếu mưa rồi mùa mưa sẽ có khả năng đến sớm hơn như mọi năm. Đến sớm hơn mọi năm, có thể nó đến trong tháng 10 chẳng hạn. Như vậy thì người nông dân cũng sẽ phải dựa vào thời tiết để có những cái biện pháp chăm sóc cái vườn cà phê của mình cho nó phù hợp. Thậm chí nếu như cần tưới dầm bổ sung ngay trong cái mùa mưa, đặc biệt là khi chúng ta bón phân mà không có mưa thì phải tưới. Và rõ ràng với cái điều kiện thất thường sắp xảy ra do cái hiện tượng El Nino sẽ xảy ra, thì chúng ta cũng phải chủ động bón phân và tưới nước theo đúng cái yêu cầu sinh lý của cây cà phê từng cái giai đoạn tăng trưởng và phát triển của quả, chứ không có thể hoàn toàn dựa vào mưa gió của trời để mà chăm sóc vườn cây. Bên cạnh cái việc mà bón phân, bà con phải lưu ý tới cái việc phòng trừ các cái loài sâu bệnh hại một cách kịp thời, thì mới có thể bảo vệ được cái năng suất mùa màng của mình năm nay. Và bà con lưu ý rằng năm nay người ta dự báo có cái hiện tượng El Nino, tức là rất là nóng. Và khi nóng như vậy thì có thể một số sâu bệnh hại nó cũng phát triển nhanh và mạnh hơn các cái năm khác. Cho nên bà con của chúng ta phải theo dõi cái vườn cây của mình rất là kỹ, chăm ra vườn, thăm vườn để xem nếu như có sâu bệnh hại xuất hiện thì chúng ta phải phòng trừ kịp thời. Thì như vậy thì người nông dân sẽ bảo vệ được cái sản lượng có trên đô của mình.